Vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 17 tháng 10, tại khu vực lưới A, đoạn đường giao nhau giữa đường huyện 83 với đường tỉnh 386 thuộc địa phận thôn Đình Cao, xã Đình Cao, huyện Phù Cử, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 2 người chết. Vụ tai nạn xảy ra giữa xe mô tô biển kiểm soát 89L3-1617 do Nguyễn Văn Lộc, sinh năm 1997, trú tại thôn Duy Linh, xã Đình Cao, điều khiển, hướng từ xã Đình Cao đi thị trấn Trần Cao đã va chạm với xe ô tô biển kiểm soát 14Z141476 đi từ đường tỉnh 386 rẽ phải về đường huyện 83 hướng từ thị trấn Trần Cao về xã Đình Cao do anh Bùi Văn Tài sinh năm 1998 trú tại thôn Đồng Lộc, xã Trung Dũng huyện Tên Lữ điều khiển. Hậu quả anh Bùi Văn Tài tử vong tại chỗ, anh Nguyễn Văn Lộc bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sau đó cũng tử vong hai phương tiện bị hư hỏng hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân